Thưa quý vị, thưa các bạn, nghề thêu truyền thống có sức hấp dẫn kỳ lạ bởi sự tinh tế, nét độc đáo, mang đậm tâm hồn người Việt. Những sợi chỉ tơ ống ả, nhiều màu sắc qua bàn tay khéo léo của người thợ đã vẽ nên những bức tranh sinh động mang hơi thở của cuộc sống. Ở ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh có một làng nghề thêu truyền thống đang tồn tại và phát triển. Cụ thể như gia đình chị Nguyễn Thị Ánh ở ấp Vĩnh Phụng, chị gắn bó với nghề thêu tay truyền thống hơn mấy chục năm nay. Mới đầu chị thêu gối rồng phụng, khoảng 6 năm trở lại đây, chị chuyển từ thêu tay sang thêu bằng máy. Gia công sản phẩm thêu, nguồn hàng lấy từ chợ Long Xuyên, tỉnh An Giang. Mỗi ngày chị thêu được 10 cặp gối, tiền công mỗi cặp 20.000 đồng. Tính ra trừ chi phí mua chỉ còn lời 170.000 đồng. Nghề thêu may truyền thống này đã trở thành nghề mang lại thu nhập chính cho hơn 30 hộ gia đình ở ấp Vĩnh Phụng và trở thành nghề thủ công quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương.